접한và Á hậu 2 Miss Grand Việt Nam 2022 Trần Tuyết Như cùng quán quân siêu mẫu châu Á Quỳnh Anh. Đến từ bộ sưu tập Hơi thở của gió, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà.
hồi hang, loang, những vệt gió loang qua tia nắng cát như vết loang rực rỡ của hồi ức. Đó là những thanh âm gợn hàng sâu theo từng nhịp đập. Thank you.
2022, Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Mẫu và các thí sinh vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2023.